có một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng hết sức thú vị với chuyên mục Điểm tin mạng đúng không nào? Và ngay bây giờ như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chính trong ngày, chuyên mục website của tôi. Giải bóng đá ngoại hạng Anh đã khép lại với chiếc vô địch thuộc về những con quỷ đỏ thành Manchester. Chiến thắng này làm nức lòng các cổ động viên trung thành của MU trên khắp thế giới. Ngay sau lễ đăng quang của nhà tân vô địch MU, câu lạc bộ cổ động viên Manchester tại Việt Nam đã tổ chức offline ăn mừng chiến thắng. Hãy cùng Cà phê A Còng tham dự buổi offline này và tìm hiểu về website musvn.com nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi gặp lại tháng 5 của câu lạc bộ cổ động viên Manchester United tại Việt Nam. Buổi gặp mặt ngày hôm nay, ngoài những cái hoạt động thông thường thì chúng ta, mục đích chính của chúng ta là chúc mừng câu lạc bộ Manchester United đã đạt được chức vô địch giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2006-2007. Mùa giải 2006-2007 là một giấc mơ cho đội bóng Manchester United. Quỷ đỏ đã lên ngôi vô địch Premiership lần thứ 9. Sau 3 mùa bóng ngóng đợi, những cổ động viên cuồng nhiệt và trung thành của MU lại có cơ hội ăn mừng chiến thắng. Trong ngày hội ăn mừng chiến thắng của Quỷ đỏ, có những thành viên của câu lạc bộ cổ động viên Manchester United tại Việt Nam. Đam mê bóng đá, đam mê những đường bóng điêu luyện của Red Devil, những người trẻ này gặp nhau tại một không gian online rực rỡ màu đỏ chiến thắng, màu áo thi đấu của MU. Website musvn.com. Một thế giới riêng nơi các cổ động viên có thể đọc được tất cả mọi thông tin về Manu, bày tỏ sự hâm mộ cuồng nhiệt của mình, hay xem lại các trận bóng kinh điển với đội bóng thân yêu. Cách đây khoảng 10 năm khi mà vào cái thời kỳ Manchester United đạt tới đỉnh cao phong độ thì ở Việt Nam đã có rất nhiều fan hâm mộ, và hai người bạn của tôi là anh Thanh Hảo và anh Hồng Bách đã có ý tưởng là xây dựng lên cái website dành cho những người hâm mộ tại Việt Nam, và chúng tôi đã thành lập ra cái website. Lúc đầu chúng tôi lấy tên là fcmanutd.vn.net. Qua một thời gian đến năm 2005 thì chúng tôi đổi tên thành musvn.com. Theo tôi ấy, thì cái nội dung đặc sắc nhất ở trên website MSVN là cái phần lịch sử câu lạc bộ. Bởi vì nếu mà bạn chỉ quan tâm đến cái thông tin về trận đấu này, về thi đấu của các câu lạc bộ thì các cái báo điện tử bây giờ họ đã đưa rất là nhiều. Thế. Còn nếu mà bạn thực sự yêu thích Man United thì bạn sẽ khám phá và được rất nhiều thứ thú vị ở cái website của chúng tôi. Ví dụ như là lịch sử câu lạc bộ từ khi mới hình thành cái được hơn 100 năm rồi. Các cái quá trình phát triển qua từng thập kỷ, rồi đến cái huyền thoại câu lạc bộ, đến tiểu sử của từng mỗi cầu thủ trong đội hình 1, đội hình trẻ, vân vân. Linh hồn của musvn.com là Lê Đức Hiếu. Chàng trai 25 tuổi này mang trong mình một tình yêu bất tận đối với môn túc cổ giáo và đội bóng Manchester United. Tỉ mỉ và kỳ công, Hiếu gom nhặt mọi thông tin về MU từ ngày đầu đội bóng ra đời, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, những tin tức mới nhất hay chuyện hậu trường sân cỏ. Những chiếc cúp danh giá này là niềm tự hào của câu lạc bộ, cũng là niềm mơ ước của các đối thủ. Những thế hệ cầu thủ đầu tiên, quá trình phát triển của thánh địa Old Trafford, những dấu ấn đáng nhớ của Manu tại giải vô địch ngoại hạng Anh mùa bóng 2006-2007.
cả những tư liệu quý giá này là sự đóng góp công sức của các thành viên của MUSVN. USVN là hoạt động theo một cái mô hình là một câu lạc bộ, vì vậy chúng tôi có một cái nhóm là nhóm reporter cũng ít hơn khoảng độ 6-7 người. Thì nhóm reporter này đa phần là các bạn học sinh sinh viên ở có thể ở Việt Nam và ở nước ngoài, các bạn đều là tình nguyện dịch tin bài để đăng lên trên website của câu lạc bộ. Thì cái nguồn tin của chúng tôi đưa thì đều là tương đối là chính xác, và chúng tôi đã có cái sự xác minh qua cái nguồn như là website chính thức của Man United, đài BBC hoặc là Sky Sports.com và Manchester Evening News.